14. Sư tỷ à? Sư tỷ, tỷ vẫn ổn chứ? Tiểu sư đệ à, để đừng có mà nhìn ta. Được rồi, đỡ không có nhìn. Mỹ trùng á, là một loại trùng tử kích thích dục vọng của cơ thể con người. Có lẽ sư tỷ lần đầu tiên gặp phải thứ đổ nham hiểm như vậy, nên không lường trước được mà bị trúng chiêu. Tiểu sư đệ à, độ hảo cảm 20, 52 điểm, tên đầu ý hợp. Độ hảo cảm của nam cũng nghiệp đối với bạn cộng 20. Độ hảo cảm trước mắt 72 điểm, thuận vợ thuận chồng. Độ hảo cảm của nam cũng nghiệp đối với bạn cộng 20. Độ hảo cảm trước mắt 92 điểm, sinh tử có nhau. Độ hảo cảm đột nhiên tăng vọt kìa. Đáng tiếc, độ hảo cảm bất ngờ không có thật, chỉ là do bùa mơ của con côn trùng tạo ra mà thôi. Sư đệ à, ta rất là khó chịu, đợi giúp ta với. Tiểu sư đệ à, tiểu ta muốn giả như lúc này có thể trải qua một đêm xuân cùng Nam Cung Nguyệt Nhi. Mình sư tỷ à, không được, cô ấy sẽ biết mọi chuyện khi tính lại mất. Đến lúc đó, điều lạc quan nhất là độ hảo cảm sẽ được giảm xuống. Lúc đó có khi còn chuyển thành bản thành thù, bị người ta giết chết đấy chứ. Khó khăn lắm mới mở ta được đại cục thiên hồ. Dựa vào núi lớn, mình không thể hủy hoại tương lai của mình chỉ vì một cái giấc tiêu xuân được. Mình nhớ, ở trong cái giếng cổ này có một loại đan dược rất là đặc biệt. Tuy nhiên phía dưới có trận pháp hạn chế, kết tinh cảnh tu sĩ không khó chống cự được. Cơ mà mình mới chỉ ở luyện khí cảnh mà thôi, nghĩ lắm làm cái gì cơ chứ. Sư tỷ à, tỷ cố gắng lên, đỡ ta đi tìm thuốc giải cho tỷ. Những cái thi cốt này là những cái di hài của Thông Dung, âm khí cực kỳ nặng nề. Lượng máu trừ 100, lượng máu trừ 100, trừ 100. Phó máu tìm được cái đan dược mới được. Cứ tiếp tục bị bạo trong thời gian lâu hơn là mình đỡ không nổi đâu. Tìm được rồi, đan dược chắc là nằm ở trong cái bình màu máu này rồi. Sống qua sương mù, linh thuẫn, chết tiệt, thế mà lại khởi động ngưng tụ âm lôi rồi. Đã vậy là không chỉ có một đạo nữa, phải mau trở lại bên trên mới được. Người tô trốn không được rồi, trừ 4.000, bị âm lôi công kích, lượng máu trời trừ 4.000. Âm khí nhập thở, khi huyết nghi kịch, kích hoạt trạng thái hôn mơ. Sư tỷ à, đây là thuốc giải này. Trạng thái nghi kịch, chuyện gì thế này? Sao cơ thể của mình lại nặng như thế nhỉ? Mình bị làm sao vậy? Lẽ nào là tiểu sư đệ à, giúp ta với. Được rồi sư tỷ, lẽ nào là trừ 75. Đồ cầm thú, đồ khốn kiếp, tuần lâm tết trọn đáng chết, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Đồ hảo cảm của Nam Cung Nghiệt đối với bạn vừa không,